con cứ chia sẻ đi. Tại sao con lại muốn làm bố bố la con nhẹ? Con cứ chia sẻ đi. Nhiều khi con học thì con được giỏi, nhưng là con khóc á, bố nói là đừng có khóc. Khóc là dành cho những người yếu đuối. Thì con muốn là bố nhẹ nhàng để cho con có thể thoải mái học hành hơn, đúng không? Qua chương trình thì bố cũng muốn nói với Khánh Ly rằng là bố sẽ chia sẻ với con lại những cái công việc học tập của con. Bố sẽ nói chuyện với con nhẹ nhàng hơn. Sau này á, con có cái gì mà con cảm thấy là con không hiểu, con không biết, con có thể tâm sự với bố. Tuy là hai bố con không trả lời đúng, nhưng mà hai bố con nó hiểu và trải lòng được với nhau. Bố Hiếu cũng như là bé Khánh Ly đã chiến thắng câu hỏi này, gỡ những cái nút thắt, những cái gì mà rào cản với nhau. Và chúc mừng hai bố con nha.